Vâng, qua những cái đoạn chạy của anh Vinh chạy thì chắc hẳn các bạn sẽ thấy được tại sao một mẫu xe như Mitsubishi Triton họ lại sẽ không đưa cái đèn pha này xuống bên dưới như mẫu Expander mà các bạn thường thấy. Bởi vì rất đơn giản thôi, cái đèn pha này nếu đang đi gặp viên đá đấy mà bụp bụp vào phát như thế này thì thôi, sẽ rất tốn tiền và cũng chẳng hài hò chút nào. Còn về mặt thiết kế thì thôi, chúng ta ở một cái địa điểm đẹp như thế này, phải nói là quá tuyệt vời như thế này, thì các bạn hãy xem phần đầu xe dù đã phủ lên một lớp bụi đấy, cũng như tôi bụi đầy mình rồi, nhưng trong một cái không gian như thế này phải rất đẹp. Bây giờ thì cũng phải 5 rưỡi chiều, trong chụp hình, trong thời gian ghi hình chúng tôi gọi là giờ vàng, phải nói là tuyệt vời luôn. Chỉ hơi đáng tiếc một chút, bản này chưa có camera 360 hay cảm biến trước như cái bản cao cấp nhất ở bên Thái. Mình nghĩ là chắc chắn là Mitsubishi cũng sẽ sớm đưa về mà thôi. Cái phần thiết kế phần đầu này so với cái phiên bản cũ á, thì nó đã cao hơn khoảng 40. Và toàn bộ cái thiết kế phần lưới tản nhiệt cản dưới, rồi phần về bên hông, cũng như cái hộc bánh xe đã vuông vắn, thì khiến cho cái đầu xe này của Triton nó mạnh mẽ hơn, đúng không ạ? Còn đẹp xấu thì tùy mỗi người cảm nhận thôi. Nhưng cá nhân mình thì mình cho rằng đây là một mẫu xe có cái thiết kế tương đối khỏe khoắn và cũng hợp thời. Đấy. Bạn có thể đi làm việc được, bạn có thể đi chơi cuối tuần được, bạn có thể thậm chí chạy phũ, chạy siêu phũ như trong chương trình các bạn đã thấy đấy, thì cũng được để đến được những cái điểm như thế này, thậm chí còn những điểm khó hơn. Đây, xin mời các bạn hãy sang bên này ạ. Các bạn sẽ thấy được cái khoảng cách của cái vòm bánh xe này. Và cái hành trình giảm xóc nó cũng đã lớn hơn. Nhưng hơi tiếc một chút, trong phần chạy thử chúng tôi đã chia sẻ rồi, cái treo này nó cứng hơn một chút nữa, ước gì nó có 21 như những chiếc xe Mercedes chẳng hạn. Điều đấy thật tuyệt vời phải không? Còn về phần bánh xe thì các bạn đã thấy là la răng rồi, lốp cũng đã tăng lên rồi, lớn hơn một size so với cả lốp cũ, khá là đẹp. Nói chung là mình nghĩ rằng là đây là một mẫu xe rất là phần đầu và cái phần hông cắt từ cái phần cabin lên này tương đối ổn. Một trong những cái thiết kế J-Line nghe thì nó khá là triết lý, nhưng thực ra Mitsubishi dùng cái từ J ấy, từ J ấy, đây chính là chữ J đấy ạ. Đó. Thì cái thiết kế này nó mang lại cho cái hàng ghế sau nó có độ ngả tương đối tốt. Mình xin phép là nhận định hơi chủ quan một chút, độ ngả nó tới 25 độ và mình cũng đã ngồi thử rồi, thì cũng phải liệt vào hàng top đầu trong phân khúc về cái độ ngả của hàng ghế sau. Phần thiết kế đuôi xe thì mình cũng đã giới thiệu khá là nhiều trong các video từ Thái Lan rồi hôm ra mắt, thì có lẽ là cũng sẽ không chia sẻ lại nữa. Bây giờ thì chúng ta hãy vào trong khoang xe nhé, hãy vào trong khoang xe. Rồi, đề nổ máy. Đấy. Động cơ Mivec thì mình cũng đã chia sẻ rồi, nó không khác gì cái Triton thế hệ trước cả. Nhưng mà những cái thay đổi, đặc biệt là cái phần thay đổi trên cái dàn tablo này một chút thôi, ví dụ như thêm những cái ốp nhôm vuốt từ trên cao xuống dưới đó, rồi màn hình có kết nối Apple CarPlay vân vân, những cái thiết kế như thế này thì trong Triton nó có gì đó hiện đại hơn. Nhưng thực sự mà nói thì về cái trang thiết bị thì mình nghĩ rằng trên cái bản cao cấp mới là tuyệt vời. Bản cao cấp là có camera 360, có cảnh báo trạch làn đường, có hỗ trợ giữ làn đường, có rất nhiều trang bị hiện đại, cửa gió, hàng ghế sau rồi vân 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 vân. Nhưng rất may mắn với chúng ta, trên cái bản Triton mới này, hệ thống Super Select 4WD 2 của Mitsubishi Triton, đó là điều tuyệt vời. Hơn nữa là các chế độ mode khi chạy. Đấy, các chế độ mode mình cũng đã giới thiệu rồi. Thì đấy cũng là một cái điều tuyệt vời trên cái phiên bản Triton mới này tại Việt Nam. Và cái gen của tất cả các dòng xe của Mitsubishi ấy, các bạn sẽ thấy là từ xe nhỏ đến xe to, nếu không có thì thôi, còn nếu đã có thì lẫy chuyển số sau vô lăng luôn là cái điểm mà khiến tôi rất yêu thích. Rất yêu thích đó, vô lăng. Những chức năng cũng rất cơ bản, Cruise Control thì cũng đã có rồi, chỉnh menu trên chỉnh toàn bộ các menu trên cái hệ thống điều khiển audio này cũng đã có rồi. Và các bạn có thể thấy là điều hòa là hai vùng độc lập cũng có luôn nhé, có luôn. Rồi, đây các bạn nhìn xuống dưới một chút, một loạt phím này, thì trên bản cao cấp nhất sẽ có ở đây thì có cái kết nối Apple CarPlay trên cái đầu này, Android Auto để mình cắm vào. Đây các bạn có thể thấy
Rồi để mình unlock cái máy này ra. Rồi kết nối chưa? Kết nối luôn. Đó. Đây là núi và chỉ một chút nữa thôi thì sẽ xuống biển nha các bạn. Cái vị trí này rất đẹp, vị trí này vô cùng đẹp luôn. Và xin mời các bạn sẽ quan sát cái phần thiết kế đồng hồ này. Thì đồng hồ trên cái Triton mới này cũng đã thay đổi rồi. Đồng hồ số nhiều hơn, đồng hồ số cái màn hình nhỏ nhỏ ở giữa đây này. Đấy. Còn hai bên thì cũng thiết kế đẹp hơn, nó có màu sắc bắt mắt hơn. Còn thế hệ trước thì nó chỉ là đen trắng, nhìn nó hơi tù, nhìn nó hơi cổ. Thì Triton mới cũng có một cái thiết kế hiện đại. Thực ra thì với cái thiết kế trong các cái dòng xe bán tải thì mình cũng phải thực sự là khâm phục cái Ford Ranger, bởi vì nó như một chiếc SUV hạng sang, chạm đến bước sang, bởi vì thiết kế của nó rất đẹp. Nhưng mà rõ ràng tất cả các cái tiêu chí về Ford Ranger là hướng tới đô thị nhiều hơn. Nhưng với Triton thì có lẽ là họ hướng tới đối tượng khách hàng là phục vụ nhu cầu công việc rồi vân vân, không quá điệu đà, trong không quá tỉ mỉ về các phần thiết kế. Nhưng đặc biệt là sẽ phải thích như thế này và như thế này, đạp ga, ga số, chạy trên những đường địa hình đó. Thì cái tầm nhìn mình cũng đã chia sẻ rồi, tầm nhìn của cái xe này nó tốt hơn. Đấy, thiết kế J-Line các bạn cũng có thể thấy đây. Đấy, điều chỉnh cao hơn một chút, thấp hơn một chút. Ghế điện đây là mấy hướng nhỉ? Ghế điện đây là 6 hướng này đó. Hơi tiếc là mẫu xe này chỉ có 2 túi khí thôi. Bản đầy đủ là có nhiều túi khí hơn, đâu 6-7 túi khí gì đấy. Rồi, gương chống chói. Cái này có chống chói, có chống chói. Wow. Các bạn có thể quan sát sang cái hộp cánh cửa. Hộp cánh cửa thì cũng chỉ để vừa khoảng 2 chai nước mà thôi. Đây. Đây. Ở phần này nó hẹp hơn một chút. Để mình ra hàng ghế sau nhá. Hàng ghế sau để xem cái thiết kế J-Line lúc nãy mình chia sẻ nó có thực sự đúng là như vậy không. Rồi. Ôi, một chiếc bộ đàm mà trong quá trình ghi hình đã bị rơi. Em qua đây. Đấy, các bạn có thể thấy độ ngả. Độ ngả thoải mái đấy. Khoảng trống đầu từng này ạ. Đây, chiếc ghế lái này là không điều chỉnh một chút gì luôn. Thì khoảng trống đầu còn từng này. À, khoảng trống đầu gối tới cả ghế còn từng này. Thường thì mình ngồi lái cũng tương đối xa, không hiểu sao tay dài như vượn. Ở đây sẽ có hai cái khe cắm USB này, khe cắm USB này. Cái khu vực này để đồ cũng khá là tiện này. Khá là tiện. Trên cái bản cao cấp nó còn có các cái dàn điều hòa thổi ra hút gió từ phía trước ra phía sau. Mà mình nghĩ rằng bản cao cấp cũng sắp về đấy, sắp về. Rồi, bệ tỳ tay. Đấy, để hai chai nước ở đây. Đó. Và chất lượng da thì trên những cái dòng xe bán tải như Triton này thì cũng tương đối thôi. Mình nghĩ vậy, nó tương đối có lỗ thông hơi. Trông thì nó cũng khá ổn trong cái tầm giá thôi. Còn để bảo là cao cấp thì mình nghĩ là chưa. Các bạn sẽ... Đây, sàn thì... di chuyển sang bên này. Rồi. Trên cánh cửa thì các bạn thấy ở phía sau này, phía sau sẽ chứa vừa đủ hai chai nước. So với Navara thì làm nguyên một vệt luôn. Navara thì phải 6 chai nước. Thì mỗi xe họ có một cái cách thiết kế riêng. Và mình sẽ thử đóng cửa xem nào. Chắc chắn đấy. Rồi, sau khi mà anh cho em ăn nào là sỏi, nào là đá, nào là cát, thì bây giờ quay trở lại với cái món đường nhựa này thì anh thấy cái xe nó êm hơn hẳn đúng không? Tất nhiên rồi, thì thực ra là cái ô tô sinh ra để đi đường nhựa chứ không phải đi như anh em mình. Cái đi như anh em mình nó chỉ là một cái phần rất nhỏ trong cái sử dụng của cái ô tô thôi. Bây giờ thì sau khi mà quay lại đường nhựa thì chắc chắn là mình sẽ phải nhả cầu ra. Nhả cầu ra và đi ở chế độ có lẽ là 2H thôi. Cái Triton này nó có một cái khác biệt với tất cả các xe bán tải khác hiện tại ở Việt Nam, là ta có thể chạy 4H ở trên đường trường này với một tốc độ thoải mái, đúng không anh? Đúng, với tốc độ thoải mái, chạy bao nhiêu cũng được. Có điều nếu mà chạy 4H thì tức là hai cầu thì nó là xe hai cầu toàn thời gian thì về nhiên liệu nó có thể ăn hơn một chút xíu. Ăn hơn chút. Nhưng mà cái lý do mà có thể chạy được 4H trong khi các xe ví dụ ngay bản thân Navara, ngay cả bản thân Ranger
Nếu mà để 4H mà chạy ở đường nhựa ấy thì cái đầu nó bị kéo đi khá nhiều nếu mà chúng ta bò cua tốc độ cao đúng không? Thực ra ấy, nó khó lái hơn. Đúng, tại vì là em hình dung như này này, ở trên cái núm mà để mình chuyển cầu của cái xe chi tông này thì nó thể hiện rất rõ rồi rằng là cái khí hậu 4H và 4H LC nó là hai chế độ riêng biệt. Áp dụng ngược lại vào những cái xe bán tải khác thì nó chỉ có 4H LC, tức là gì? Tức là nó chỉ có hai cầu nhưng mà lại không có vi sai trung tâm. Rồi. Tức là lực kéo nó ở hai cầu lúc nào nó cũng bằng nhau, cũng như tốc độ bằng nhau, quan trọng nhất là tốc độ. Tốc độ bằng nhau thì ở khúc cua thì mỗi bánh đi ở trên một cái đường đi khác nhau thì nó sẽ chênh lệch. Bán kính quay vòng khác nhau và tốc độ chênh lệch khác nhau. Dẫn đến là một bánh nào đấy sẽ phải trượt. Thì thường thì bánh sau bao giờ nó cũng chạy chậm hơn bánh trước, tại vì cái đường đi của nó ngắn hơn. Mình cua thì cái đầu nó dài hơn, còn cái đuôi nó đi cái đường ngắn hơn. Và càng nhanh thì cái sự chênh lệch với tốc độ nó càng nhiều, thì cái trượt nó lại thêm nữa. Chính vì thế mà cái quan điểm mà là trời mưa là đi đường đèo thì cho lên hai cầu thì anh nghĩ là nó chưa có chính xác. Có thể là do người ta chưa hiểu về cái cấu tạo của cái hệ dẫn động một cách chi tiết. Cái chi tông này nói cho cùng thì cũng là một cái ví dụ rất là tốt để nghiên cứu về cái hệ dẫn động. Rất đặc trưng đấy. Rất đặc trưng. Nó tách hẳn ra một cái chế độ là 4H có V-Sai. Ông đóng đường trường thoải mái đấy. Đúng rồi. Thực ra thì trong nhu cầu sử dụng bình thường thì cái chế độ 4H này nó thiên về cái đường gọi là trơn trượt ấy, chứ còn nước ngoài tuyết hay là ở nhà mình thì là đi đường đèo có mưa to hoặc là đường trơn, Sapa đường tuyết chẳng hạn, nếu mà có tuyết rơi. Tóm lại với Triton thì nếu như chúng ta có thể để 4H chạy đường nhựa thoải mái đúng không? Anh nghĩ là 4H chạy đường nhựa lại còn nó tạo ra cái độ bám tốt hơn ở khúc cua. Đặc biệt là trong những cái hoàn cảnh mà người lái người ta có thể là hơi ẩu một tí trong việc dùng chân ga. Tức là khi em vào cua bằng xe bán tải thì bản thân đằng sau đuôi nó rất là nhẹ vì nó có cái thùng hàng không ấy. Rồi. Thì cái khả năng mà mình đạp ga gọi là ga hỗn thì nó có thể gây nên là cái xe nó quay, nó trượt. Thì còn cái 4H đấy là nó làm cho nó kéo cả cái đầu đi. Rồi. Thì nó giảm nó cái cân khả hơn năng đấy thì nó vào cua tốt hơn. Nó lại cân hơn. Còn đối với những xe mà cũng là 4H nhưng lại không có vi sai trung tâm thì chúng ta rõ ràng là không nên chạy cái đường trường như vậy. Thực ra nó cũng tùy một số người quan niệm là nên chạy nhưng tốc độ vừa phải. Đúng, anh cũng nghĩ rằng là ở đường trơn ấy thì bản chất cái sự trơn trượt trên đường nó cho phép là cái xe nó có thể trượt một tí, rồi bản chất là nó hơi cựa một tí. Nhưng mà mình phải duy trì cái tốc độ vừa phải để làm sao cho cái bánh sau và bánh trước nó không có quá chênh lệch quá nhiều với tốc độ. Quan trọng là tốc độ. Đấy, ví dụ như em để thế kia mà em có nhớ mình chạy ở trên cái đường đất hay không, mình chạy chỉ cần khoảng độ 80 xong mình vào cua 60 thì nếu mình để là khóa vi sai trung tâm, tức là bánh trước bánh sau quay cùng tốc độ thì cái xe nó có xu hướng trượt rất là nhiều. Đúng rồi. Và cái 4H này là nó chia là 40 trước 60 sau đấy. Anh thì chưa có nghiên cứu kỹ càng về tài liệu của xe chi tông mới, nhưng mà những cái thế hệ trước thì là 60 đằng sau và 40 đằng trước. Cái này có lẽ là các anh em mà chơi off-road rồi như anh Trung gì đấy nhỉ? Trung Lẩu Dê rồi là những anh mà mê mẩn với các hệ thống dẫn động thì là cực kỳ thích cái này đây. Đúng rồi. Một cái điều lý thú ấy là ở trên cái màn hình thể hiện kia kìa mình có thể chọn được. Đây, tức là mình chọn được các chế độ là đây này. Còn một cái nút bấm cơ. Không. Nút bấm nữa em nhìn nhá. Nút bấm là nó có tách ra là đường đạt trẻ đá dăm này. Khi đấy mình chuyển sang 4HLC rồi. Đường tuyết em bật đi nó vẫn nhảy mà. Đấy, vẫn nhảy. Chế độ nào cũng có 4 hay sao ấy. Không, cái này không được. Ví dụ 4H là không được. Mà là chỉ phải là chuyển sang 4HLC trở đi trở lên. Thì nó có 4 chế độ. Off-road. Hay là chế độ H LLC, 4LLC. Đấy thì lại mới có rock. Để mới có rock đúng rồi, tại vì leo đá thì mới dùng đấy. À, bây giờ mình đứng tức là cái bản chất nó có thể thay đổi cái sự hoạt động của động cơ cũng như là hộp số. Theo anh ở đây thì là hộp số. Tức là cái thời điểm răng số nó khác. Ví dụ như ở trên tuyết chẳng hạn, ở trên này tuyết hoặc là bùn thì xe sẽ đề pa bằng số 2 rồi. Để cho nó không có xoáy bánh, không đào cái lỗ ngay tại chỗ mà đề pa từ từ. Còn đá thì lúc nào cũng là số 1 tại vì là để cho nó chậm. Còn nói chung là chạy trên đường trường thì cái động cơ Mivec này nó cũng khá êm đúng không? Nó sẽ khó đòi hỏi được như động cơ xăng nhưng mà nó êm hơn những cái động cơ dầu truyền thống ngày xưa rất nhiều. Anh có nghe thấy gì không? Vẫn nghe đấy. Vẫn nghe.
nhưng mà nó đỡ hơn. Đỡ hơn, tức là cái hơn. tiếng động có thể là do cách âm. Cái đấy bởi vì nghe ngoài xe, thì được nghe ngoài xe. Ngoài xe thì nghe vẫn rõ là tiếng máy dầu, nhưng cái này do cách âm nữa. Thực ra cái Triton này bây giờ là cái thế hệ này, như anh em mình chạy thử trên cái đường địa hình ấy, đường trượt rồi đường cát rồi vân vân ấy, thì sẽ thấy là cái xe nó mềm, nhưng mà có cái gì đó nó trở về với đô thị nhiều hơn. Đúng, tại vì trong cái điều kiện giao thông bình thường thì ở Việt Nam này mình không chạy quá nhanh như nước ngoài. Ví dụ như là trên đường nhựa mình chạy khoảng 80-100 thì cái xe này nó khá là tiện nghi. Và cái sự cái thụt mềm của nó chỉ thể hiện cái nhược điểm khi mình chạy 140 trở lên thôi. Đúng, bắt đầu thấy cái xe nó hơi lảo đảo đây. Ví dụ như thế này là đúng, có thể thấy được là cái độ mềm của nó tới cỡ nào này. Đấy, như thế này này, độ mềm của nó là rất rõ luôn. Hoặc là như nhảy điệu van đấy, nó chồng chành như thế này luôn. Đấy, nó vặn được vẹo, vặn vẹo. Mà tốc độ chỉ có mình đang đi chỉ có 50 thôi. Tức là cái hệ thống treo cái khả năng nó gọi là setup, tức là cái người ta thiết kế ra cái giảm sóc và hệ thống treo thì nó người ta dựa trên hai yếu tố. Một là cái sự tiện nghi, tức là êm ái mang lại cho người sử dụng là và cái thứ hai là cái khả năng gọi là dịch ra là khả năng đánh lái ấy. Có thể mình hiểu là cái khả năng chuyển hướng của nó, thậm chí là chuyển hướng liên tục. Thì hai cái đấy bao giờ nó cũng tỷ lệ nghịch với nhau. Tức là mình đang, cái xe này nó đang thiên về cái vấn đề gọi là tiện nghi hơn. Rồi. Thực ra thì với cái xe này khi mà anh chạy trên những cái đường mà đường cua gắt, đường trơn ấy, thì tôi thấy có một cái vấn đề là cảm giác như cái xe này nó khá cân và anh dễ kiểm soát nó hơn. Tức là cái phân bổ trọng lượng trước sau á, nó có vẻ tốt. Có vẻ tốt. Cái đấy là rõ ràng. Nên nó không bị, ví dụ như những cú nó không bị kéo cái đầu quá hay là những cú hơi trượt cái thì anh sửa lại nó rất là nhanh. Nếu mà Hùng nhìn từ bên ngoài thì cái cải tiến của cái Triton đời này so với những đời trước, thậm chí so với xe khác thì Hùng đã thấy là cái đầu nó nâng lên một tí. Đúng rồi, đầu cao hơn 40mm. Bình thường là cái xe bán tải là người ta làm một phần chở hàng đúng không? Đúng rồi. Người ta phải làm cái hệ treo đằng sau nó cứng hơn, nó cao hơn rồi. Để làm sao để khi anh chở hàng mà nó không có bị nhổng cái đầu lên. Đúng rồi. Thì bao giờ ở trong xu hướng đi trong phố, thậm chí SUV cũng thế, là cái đầu nó hơi chúi xuống. Đúng rồi. Chính vì thế nó phân bổ nhiều trọng tâm lên đằng trước hơn. Đấy chứ. Những cái xe này thì nó lại thiên về phố chứ không phải thiên về chở hàng, thì lại nhấc cái đầu lên. Thế là cái xe nó tạo ra cái xe cân bằng hơn. Đấy, nó cân bằng hơn. Cảm giác rất rõ. Và cái thứ hai nữa là cái xe này khả năng là nó cũng phù hợp với đô thị hơn chính là cái phiên bản trước. Đấy, từ những cái yếu tố mình vừa nói. Cái thứ hai nữa là tôi cũng rất thích là cái vấn đề là cái vùng quan sát đây này. Là cái trụ này nó nhỏ này. Đã, đúng rồi, cái khả năng mà quan sát ở phía ngoài của xe này nó rất là tốt. Là tốt mình ngồi đây mình cảm nhận được cái môi trường xung quanh nó rõ hơn. Vì là cái thiết kế đấy là cái do người thiết kế, người ta thiết kế cho mình làm sao cái khung vẫn đủ chắc, an toàn, nhưng mà cái gọi là cái khả năng để quan sát ở ngoài nó phải tốt nhất. Nói chung là cái xe này với cái lốp nguyên bản, với hệ thống treo nguyên bản thì chạy dưới 140 thì vẫn cảm thấy rất sướng. Đúng. Cảm thấy sướng. Nhưng mà trên 140 mình đã chạy thử rồi. Nhưng mà khi đấy thì do hệ thống treo thôi. Nếu là anh thì tôi nghĩ anh sẽ làm gì đó với cái hệ thống treo đấy. Đúng. Có thể là thay hệ thống thụt nó cứng hơn chẳng hạn. Anh nghĩ là ở nước ngoài người ta sẽ dùng một loại giảm sóc khác. Tại vì là theo thị trường, mà thị trường Việt Nam người ta đánh giá là thị trường đi chậm và buồn thì đi chậm và buồn. Thì đúng thật là đi chậm và buồn. Hơn để và quan trọng như là khách hàng, người Việt Nam khách hàng thì người ta ưu tiên cái sự êm ái. Ưu tiên sự êm ái. Chứ không phải là ưu tiên cái khả năng ngồi cua nhằng nhằng ở trên đèo. Cái này mà nếu mà thay hệ thống thụt cứng hơn ấy, hệ thống treo cứng hơn ấy, cái giảm sóc cứng hơn thì nếu mà đi qua phố lại cứ nảy tành thì đúng. Nhưng bù lại vào cái đường lúc này anh em mình chạy thì lại chạy được nhanh hơn. Lúc đấy mình chạy được 100-101 chẳng hạn, mình có thể chạy được 140. Thì hy vọng là cái Triton thế hệ sau nó làm cái hệ thống treo như các hệ thống của xe Đức ấy, thì có cái hệ thống có cái mode khác nhau, có cái chế độ khác nhau. Đúng. Đúng không? Sport mode thì như thế nào và comfort mode thì như thế nào? Thực ra nếu người ta làm như thế thì người ta tạo ra một cái xe rất là tuyệt. Tuy nhiên thì giá thành thì đó lại trên trời quá thì có thể mình chả buồn. Còn tất cả những cái gen gì của cái dòng Triton thì như anh Bình và tôi đã trao đổi rồi, nào là lẫy chuyển số sau vô lăng thì bao nhiêu năm nó vẫn cứ phải hoành tráng. Đúng. Có những cái cực kỳ thì lúc nào tôi cũng phải hoành tráng cơ, bởi vì tôi là Mitsubishi. Tôi đúng. Là Dakar trở về, mà tôi từ những cái vùng khắc nghiệt nhất hành tinh tôi trở về phố thì tôi phải giữ lại những cái gì đó của tôi, như là
lẫy chuyển số này, kiểu vô lăng hay là hệ dẫn động, hệ dẫn động. Nó là sở trường rồi, tôi không từ bỏ được. Cũng giống như tất cả các dòng xe Porsche chẳng hạn, thì những cái DNA về thể thao của họ là lúc nào người ta cũng giữ. Đúng. Lúc nào cũng phải là cái đồng hồ tua công là ưu tiên to đùng ở giữa. Đập vào cái là đồng hồ tua máy chứ không phải đồng hồ km. Đây như cái red light này, lúc nào cũng phải red light trên này luôn. Lúc nào cũng phải hết ga. Cái động cơ của Triton này anh chạy thì anh thấy thế nào? Ví dụ như mình nói về cái phản ứng về cái động cơ ấy, tức là từ cái vòng tua thấp đến vòng tua cao. Bởi vì như Ranger Wildtrak 3.2 ngày xưa thì trong cái khoảng 2.000 à, 1.800 đến 3.500 thì ok, nhưng mà sau đấy đạp lên qua 3.500 nó cứ lịm đi. Thực ra về phân tích kỹ với động cơ thì có thể nói cái động cơ này khá tốt. Khá tốt là nó đáp ứng nhạy cùng với cái chân ga. Mọi người xem review, xem test xe, xem đọc báo về ô tô thì hay để ý đến một cái thông số là công suất cực đại. Đúng rồi. Nhưng đằng sau cái công suất cực đại đấy, mà cái mà báo chí không thể tả được cho nó gọi là cái khả năng tăng tốc của cái động cơ cũng như là khả năng đáp ứng của động cơ, nghe nói thế thì chính xác hơn. Tức là mình xem công suất cực đại nó có thể lên ở 4.000 vòng phút này. Rồi. Nhưng mình không hoàn toàn sẽ không xem được là từ 1.000 đến 2.000 vòng nó chạy ra làm sao, nó đáp ứng chân ga có nhạy hay không. Nhưng mà lại chính cái vòng tua từ 1.000 đến 2.000 lại là cái vòng tua mà đến 99% thời gian là sử dụng của xe là chúng ta sử dụng cái đấy. Có bao giờ dùng mắc power đâu. Thế thì cái yếu tố đấy thì đúng là chỉ có gọi là test ngồi lên lái và cảm nhận thì mới hiểu được tại đúng sao rồi. Một số những cái xe ở 1.000 vòng nó rất là yếu hoặc là nó rất là nhạy hoặc là nó rất là vừa phải, thì cái đấy lại theo cái cảm nhận cá nhân từ con người ta thích như thế nào. Đúng rồi. Đấy, cho nên là bản chất là cái động cơ này cái giải vòng tua, nói chung là nó là một cái động cơ tốt với cái cho cái phục vụ, tức là với cái xe này thì nó tốt, nhưng nó có những cái tốt hơn, nhưng mà với cái xe này là nó tốt. Và đặc biệt với cái hộp số 6 cấp này cũng thế này, với cái hộp số 6 cấp này nó vừa đủ cho một cái xe này, bởi vì quan điểm chúng ta thì ai cũng muốn là nó phải thật nhiều cấp hơn, nhưng nhiều cấp hơn thì nó sẽ bị nặng hơn và cái trình điều khiển nó cũng sẽ mệt mỏi hơn, đúng không? Phức tạp hơn. Đúng rồi, nó tăng giá thành, nó tăng sự rắc rối. Và cái xe Triton mà cái đời đầu tiên ở Việt Nam là hồi xưa anh đi một cái là chỉ có 4 cấp thôi. Anh vẫn chạy được 200 cây một giờ. Tức là mình phải hiểu với nhau rằng là cái số lượng cấp số nó hoàn toàn không ảnh hưởng cái tốc độ tối đa. Rồi. Có thể nó chỉ ảnh hưởng đến cái việc là tiện nghi hơn khi mình đi trong phố. Ví dụ mình đi từ từ, người ta cài lên số 6 thì là cái vòng tua nó tụt xuống. Thì nó giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Cũng như là máy nó không gào lên. Máy dầu thì càng lên cao, tua cao thì càng ầm ồn. Nhiều cấp trên các dòng xe sang thì rõ ràng là họ sẽ dễ kiểm soát hơn. Nhiều cấp trên các dòng xe sang thì nó sẽ dễ kiểm soát hơn, bởi vì họ có đủ chi phí để làm ra những cái hộp số, để làm ra những cái phần điều khiển, để làm ra tất cả từ vật liệu đến điều khiển vân 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 vân. Và đặc biệt là cái động cơ nó đủ mạnh để điều khiển một cái hộp số nó nhiều cấp đến như vậy. Nhưng một cái động cơ nó vừa phải thì đương nhiên là hộp số phù hợp với nó thì vẫn hay hơn. Đúng không ạ? Đúng. Cái xu hướng gọi là 4.0 trong ô tô thì nó đi trước cái công nghệ trên điện thoại nó từ rất là lâu rồi. Từ những năm 2000 mấy người ta đã phát triển những cái gọi là lập trình cho xe ô tô để nó làm việc tốt hơn đấy. Mà trên xe này là một cái quy mô nhỏ, nó thể hiện bằng cái nút mà mình thay đổi các cái chế độ ấy. Chế độ đi đường thì ở mỗi một cái chế độ thì nó có thể làm việc khác đi một tí. Mà cái điều quan trọng thì nó cũng như là vì nó là cái phần điện tử mà. Mình kể cả mình có test mình cũng không cảm nhận được nó thật sự. Nếu như mình test quá ít, mình phải test rất nhiều cơ. Em mình dùng là mình mua một cái điện thoại của Trung Quốc này, cái iPhone chẳng hạn. Hai cái đều là điện thoại, đều có thể là chạy như nhau. Đúng rồi. Nhưng mà mỗi cái nó sẽ có một cái bền hơn, một cái mượt hơn, một cái nó lỗi hơn. Thì cái đấy thì là một cái lĩnh vực đó phải đòi hỏi, phải kiểm nghiệm rất là lâu thì mình mới có thể đưa ra cái kết luận được. Cũng như một cái xe này phải chạy lâu hơn nữa, tóm lại phải phá hơn nữa. Có thể là phá, có thể là mình phải làm thế nào đấy. Phá trong nháy nháy. Ví dụ chương trình này là tan đôi lốp rồi. À, thì đấy thì không phải tan đôi mà tan bốn. Cho nên là xe nhập. Thật lòng luôn, mình thật lòng luôn. Xe nhập à? Xe nhập anh nghĩ là cái lốp này cũng không phải là loại lốp quá tốt. Không phải là cái hãng lốp thì ok, nhưng mà cái model lốp này nó không quá tốt. Tại vì là mình mới phá có một tí thôi nó hỏng.
Thực ra với cái điều kiện đường nhựa đá đấy thì cũng là một cái điều kiện quá là khắc nghiệt.